Chào các bạn, thường ngày chúng ta đi trên đường thường thấy dán những tờ giấy có nội dung là tôi bị đánh rơi giấy tờ tùy thân, gồm giấy phép lái xe, căn cước công dân, vân vân. Nếu ai nhặt được cho xin lại, cảm ơn và hậu tạ. Mình xin chia sẻ đến các bạn một cái mẹo nhỏ. Khi chúng ta ghi số điện thoại trên của mình vào một tờ giấy nhỏ như thế này, trên tờ giấy nhỏ này chúng ta ghi vài dòng chữ. Trên tờ giấy nhỏ chúng ta ghi như thế này, nhặt được ví xin liên lạc số điện thoại, chúng ta ghi số điện thoại của chúng ta vào đây và xin cảm ơn và hậu tạ. Chúng ta để vào trong cái ví như thế này. Nếu lỡ chúng ta đi trên đường mà không may bị rơi mất cái ví thì một người tốt bụng nào đó họ nhận được cái ví này, họ sẽ gọi điện thoại cho chúng ta, cho chúng ta xin lại. Và có nhiều trường hợp là các bạn nhỏ đi học á, chưa nhớ số điện thoại của bố mẹ thì bố mẹ cũng ghi tên bé vào và số điện thoại của ba mẹ trên ba lô để đề phòng khi có gì đó xảy ra thì người lớn ở gần bé á, ở xung quanh bé có thể liên lạc với bố mẹ được ngay. Các loại giấy tờ thường là không có ghi số điện thoại của chúng ta trong này, trong giấy tờ tùy thân, cho nên chúng ta ghi số điện thoại để vào trong ví rất có lợi. Chúng ta đề phòng những khi không may á thì chúng ta bị rơi ở ngoài đường thì gặp người tốt bụng họ sẽ nhanh chóng liên lạc với chúng ta cho chúng ta xin lại. Video chia sẻ đến đây xin kết thúc. Các bạn nào có ý kiến hay thì để ở dưới phần bình luận để mọi người cùng làm theo với nha. Mời các bạn bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.